Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Rup TV. Hôm nay thì anh em chúng tôi đang có mặt ở núi này, ở đỉnh núi một xí thôi. Nhưng mà anh em chúng tôi sẽ xuống bên kia, ở suối. Nhưng mà suối mùa này thì nó bẩn lắm. Thì anh em chúng tôi qua đó để mát thôi. Và anh em chúng tôi sẽ làm gọi là làm nhẹ gì đó không biết nữa. Nhưng mà điều đặc biệt là thì hôm nay thì anh em chúng tôi rất là nhiều. Đó, như các bạn đã thấy xe này. Con gái có, con trai có, và nói chung là mọi thứ có, cây cối đá có, cây có hết luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi chúng tôi, anh em chúng tôi sẽ làm gì ngày hôm nay. Đây, come on, let's go, runner, let's go, go, go. Như các bạn đang nghe thì có một cái tiếng suối, nhưng mà thật tiếc là mùa này là suối nó bẩn lắm mà không thể tắm được đâu. Thì nhưng mà hôm nay nó là có một cuộc vui khác là rất nhiều bạn bè trong team được qua nhà Rup chơi, thì Rup chỉnh hết luôn qua đây luôn. Thứ nhất thì hôm nay thì anh em chúng tôi cùng trễ rồi, tầm khoảng 2 giờ đó, thì anh em chúng tôi chưa làm món ăn, thì chắc chắn thì anh em chúng tôi sẽ về tối luôn. Thì đã chơi rồi phải về tối luôn, không đúng không các bạn? Đó, đã chơi rồi thôi mình cùng chơi đến cùng đi. Thì chút nữa Rup sẽ giới thiệu cho các bạn cái gì có trong đó nha. Rồi, đi tiếp. Như các bạn đã thấy thì hiện tại thì anh em chúng tôi đã xuống đá rồi. Đây các bạn ơi. Đó, đây là một không gian rất là đẹp và tuyệt vời. Như các bạn đã thấy thì ở đây cũng có đá, có cây, có nước, rồi có khói lửa nữa. Bây giờ thì anh em cùng đi theo qua đây luôn. Đặt xe là trong tim, không lạ đâu các bạn ơi. Và wow, sẽ có một số người lạ không kém phần dễ thương và xinh đẹp mà chưa nằm trong Rup TV. Bây giờ thì Rup sẽ giới thiệu cho các bạn sau, sai đã rồi giới thiệu nha. Đây là món cá này các bạn ơi, đây là cá chép này gần 2 kg luôn các bạn, to lắm. Thì hôm nay là ẩm thực của Itai sẽ làm đầu bếp ngày hôm nay. Tai xin giới thiệu thì tay đi món gì đây? Dạ thưa các bạn, đây là món lẩu các bạn nhá, món lẩu á. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món lẩu của Itai. Itai thì các bạn đã biết hết rồi, hát hay, diễn giỏi, đã nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở trong Rup TV và nhiều làng biết đến. Thì có dư gì đó, còn đây là mấy em nhỏ là con trai của tôi, con trai trong phim thôi các bạn. Đó, ở trên kia đó, tất cả các cô gái. Tí nữa cameraman sẽ quay cho các bạn các cô gái rất là dễ thương và không kém phần xinh đẹp. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cô gái mà đã đồng vợ của siêu đen, mà rất nhiều cô, rất nhiều chàng trai comment trên YouTube là cô gái này xinh đẹp quá, wow, có vợ đẹp quá, rồi xin info rồi gì đó. Bây giờ thì Rup sẽ gặp trực tiếp và cô gái ấy sẽ nói những gì với các bạn nha. Chào em. Em thấy như thế nào phong cảnh ở đây? Rất vui. Đây là phong cảnh ở đây có đẹp không? Có đẹp chứ. Ở đây là yên tĩnh. Như bạn suối nữa. Đó, đây là cô gái mà đã đông là làm vợ của siêu đen. Thật chất không phải là vợ siêu đen, cũng không phải là người yêu của siêu đen, mà chỉ là gọi gì ta, người trong mơ của siêu đen, mà siêu đen mơ mãi không có đâu các bạn ơi. Đẹp như thế này quá mà đúng không? Em nghĩ sao thì em đã tham gia vào Rup TV? Run lắm các bạn ơi, khi phỏng vấn cô ấy gọi nó rất là run. Trong khi em đóng ở kênh của Rup TV thì có rất nhiều người hỏi là wow, cô gái xinh quá, wow, cô gái đẹp quá, và ra nhiều hơn video nữa, rồi lại xin info, rồi xin tên gì ở đâu đó. Em cảm thấy như thế nào, cảm nghĩ như thế nào với các bạn đang yêu thích em và hâm mộ em? Em cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và em cũng cảm ơn mọi người đã khen em, nhưng thực tế em ở ngoài đời sống. Em tóm lại là cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Như các bạn đã thấy thì cô gái nói rất là chân thật bằng cả cái tâm lòng của mình, dù không bước nói nhiều dài nhiều hơn, nhưng mà
đó là lời chia sẻ của cô ấy dành cho tất cả mọi người, là sự lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong các bạn sẽ em muốn nói gì với tất cả mọi người trong thời gian kế tiếp theo, nếu mà em có tham gia một bộ phim của Đức TV nữa. Em chỉ mong rằng em sẽ quen với máy quay nhiều hơn, sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Em chỉ mong vậy thôi chứ. Là có nghĩa là cô ấy sẽ có một cái sự đam mê giúp đã chọn em này, cô gái này, bằng cách là ánh mắt của Rup nhìn và cô gái ấy, là cô ấy rất là có một cái nét rất là dễ thương và đáng yêu, nên Rup đã cho vào cái kênh Rup TV. Nhưng mà cô ấy đã có một cái sự đam mê mà Rup không biết, rồi điều đó thì làm nhóm Rup TV rất là cảm ơn, và sau này sẽ cố gắng hơn nữa đưa em ấy có một cái video nó hay hay và nhiều hơn nữa. Mong các bạn, tất cả mọi người khi thấy cô ấy đi vào Rup TV thì tất cả chúng ta cùng like và share nhiều hơn để cô ấy có động lực hơn, mang giải trí và niềm vui cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bắt tay. Và bây giờ thì Rup sẽ đến một cô gái mà hồi trước đã thực hiện một MV, đó là Ngày Gặp Em. Cô gái này ít xuất hiện bởi vì hiện tại cô gái đang học ở xa, và hôm nay cô gái ấy có dịp về và Rup gọi, nên cô ấy đã về và đến đây để chung vui tất cả các team một ngày hôm nay nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Ok, bây giờ mời các bạn cùng theo tôi. Vâng, bây giờ thì bên cạnh tôi là cô gái đã đóng trong MV là Ngày Gặp Em. Như các bạn đã thấy thì đã kết hợp với ca sĩ Y Tai đã tạo một MV hot ở trong làng thôi nha các bạn. Không gian thì nó tất cả, nhưng mà đã hot ở trong làng, hit ở trong làng và rất nhiều người biết đến, và rất nhiều cái comment là xin info rồi giới thiệu cô gái ấy, cô gái có chồng chưa, có người yêu chưa. Và bây giờ là Rup sẽ hỏi cô gái ấy, và cô ấy sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người mà mọi người đã yêu thích cô gái ấy. Ok, bây giờ thì đang suối thì nó ồn ào, không biết có nghe không nữa, thì bây giờ thì Rup sẽ hỏi cái cô gái này mà tất cả câu hỏi mà các bạn muốn hỏi đến, đó là cô gái tên gì, đúng không? Bây giờ cô gái ấy sẽ nói cho tất cả mọi người biết nha. Dạ, em... Ý, ngại quá. Ngại quá. Rồi, xong ở đầu luôn. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Lưới. Hiện tại thì em đang sống ở làng Xóa. Xã nào? Chư Đăng Gia. Vậy là xong ở làng Xóa, xã Chư Đăng Gia luôn. Rất là nổi tiếng ở Gia Lai mà Rút cũng không biết luôn. Chù chà. Bây giờ thì... cái này là câu hỏi quan trọng nhất mà rất nhiều người mà hỏi này và quan tâm nữa, đó là bí mật. Đó, bây giờ thì Rup chọn ai nha. Em đã có người yêu chưa? Em làm gì là có người yêu đâu. Thì ra là con sợ ấy đây nè. Đó, vừa là tất cả mọi người sẽ được có cơ hội rồi đó. Nhưng mà info hình như là có trong dưới comment của bài hát Ngày Gặp Em đó nha. Bây giờ thì em muốn nói gì cho tất cả những người đã yêu thích em, hâm mộ em và luôn luôn yêu cầu em sẽ có đóng vào Rup TV nữa, tham gia vào Rup TV nhiều hơn nữa. Lời đầu tiên thì cho Lưới xin gửi lời cảm ơn các fan đã ủng hộ cho Lưới. Hy vọng rằng các MV sắp tới nếu có thôi thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho Lưới, ủng hộ cho team anh Rup TV. Đó, rất là cảm ơn. Nghĩa là bởi vì cô gái này ít ra trong Rup TV trong thời trước, bởi vì là cô ấy đang đi học xa, chưa kịp về làng được. Bởi vì khi mà đóng MV là mất rất nhiều thời gian, nên là đang tạm dừng lại một xí. Và sau này chắc chắn là cuối năm rồi, chắc chắn sẽ có một MV. Mong các bạn sẽ cho Lưới vào đó, sẽ mong các bạn sẽ ủng hộ và kéo dài chia sẻ dài nhá. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một nhân vật hài hước nhất và nhân vật chính ở trong Rup TV, đó là Siêu Đen. Đây. Hôm nay thì ngày gì mà đông vui thế vậy? Hôm nay à? Hôm nay là ngày đám cưới của anh Rup. Hôm nay là ngày đám cưới, ở trong rừng luôn nè. Hôm nay là ngày gì? Nói luôn. Hôm nay à? Hôm nay là ngày vui. Đó, anh Rup đã ăn mừng rơ mày chúc anh nhé mọi người, mày này mày Sony
Sony được rồi. Đúng rồi, đây là một máy Sony. Đó, anh Rục sẽ rù hết tất cả bạn bè từ xa gần tới, đều là đi hết, vô hết chỗ này, ăn mừng. Đó, nhưng mà rất là đón anh em luôn, rất là vui. Có một cô gái xinh đẹp, hồi nãy là anh Rục cũng giới thiệu hết rồi. Đó, hôm mình xin cảm ơn, mình không biết nói gì hơn. Ở đây có người nào mà chỗ đèn để ý rồi yêu trộm không? Thế này hả? Ô, nhiều lắm. Chỗ đèn thật. Cô gái nào cũng yêu trộm hết các bạn ơi. À, thấy cô gái nào dễ thương xinh đẹp là yêu trộm hết. À, mình yêu người ta nhiều lắm, yêu hết cả vợ anh Rút luôn đó. À, thấy chưa? Ghê thật, nguy hiểm lắm nha. Các bạn có vợ nên đã đi một mình nha. Nếu mở tủ bỏ vào tủ nha, nếu không là anh số đen cứ phết vợ của các bạn luôn đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn mọi người đã xem video này. Bây giờ thì một cái khoảng khắc, một cái giai điệu và một cái không gian ở đây được sẽ thực hiện bởi cameraman quay cho các bạn xem ở như đây như thế nào. Cùng các bạn, mời các bạn cùng xem nha các bạn ơi. Nào đi thôi. Vâng, Tô Ma Tây xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tô Ma Tây sẽ cùng nhau ăn mừng cái món lẩu các bạn. Chúng ta gọi là khai thác tiên các bạn nha. Chung với tất cả bạn bè, con em, con nữ luôn các bạn. Hôm nay Tô Ma Tây sẽ ca là bài khúc, đó là bài Ngay Gặp Em. Bài đó là các bạn cũng biết rồi, đó là của Đức Si sáng tác. Nhưng mà nếu mà nói là về cái nhạc thôi là Tô Ma Tây cũng có ý là chỉ sơ thôi. Nhưng mà cái bài đó là viết lời là của Đức Siêu. Nhưng mà khi mà Đức Siêu biểu tay là có vừa lấy cái bài đó đó. Những bài đó là đúc, cũng đúc là tâm trạng của Tây luôn các bạn. Nên bị tay luôn như mãi cái bài đó, nhưng mà cũng cảm ơn cho cả các bạn luôn ủng hộ những bài đó có em của Tô Ma Tây. Hôm nay Tô Ma Tây sẽ ca làm ca khúc đó, các bạn cùng lắng nghe nha các bạn nhé. Từ lần đầu gặp em làm tim anh bối rối, nhìn vào đôi mắt đã khiến tim anh thao. Một người anh chưa hề biết, một người anh chưa từng quen. Tôi sao em vội vàng bước đi lạnh lùng, để lại mình anh nỗi nhớ. Từ ngày hôm đó anh muốn gần em mãi thôi, để nắm tay em đi hết con đường dài. Trái tim thật khi tên em mất rồi. Tối sau em không thể nhận ra, và ngày hôm đó anh nhớ về em. Suốt đêm say anh nghĩ về em, trái tim anh đã yêu em mất rồi. Làm sao anh có thể quên, tim anh rất cần em. Bối rối, nhìn vào đôi mắt
đã khiến tim anh hào hứng. Một người anh chưa hề biết, một người anh chưa từng quen. Tôi sao em vội vàng bước đi lạnh lùng để lại tim anh nỗi nhớ. Từ ngày hôm đó anh muốn gần em mãi thôi, để nắm tay em đi hết quãng đường xa. Trái tim anh khắc ghi tên em mất rồi, tôi sao em không thể nhận ra. Và ngày hôm đó anh nhớ về em, suốt đêm say anh nghĩ về em. Trái tim anh đã yêu em mất rồi, làm sao anh có thể quên. Từ ngày hôm đó anh muốn gần em mãi thôi, nên nắm tay em đi hết con đường xa. Trái tim anh khắc ghi tên em mất rồi, thôi sao em không thể nhận. Và ngày hôm đó anh nhớ về em, suốt đêm say anh nghĩ về em. Trái tim anh đã yêu em mất rồi, làm sao anh có thể quên.